Arsenal đã giành chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa ở vòng đấu thứ 9 Premier League. Họ hoàn toàn áp đảo trước đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith. Đặc biệt, trong khoảng thời gian hiệp 1 và sớm tạo ra cách biệt 3 bàn ngay từ phút 56. Tài năng trẻ Emil Smith Rowe đã thi đấu rõ nét vào những pha lập công của đội chủ nhà, thông qua việc đóng góp một bàn thắng cùng với một pha kiến tạo. Bên cạnh việc với vấn đề chuyên môn, phát biểu sau trận đấu, tài năng trẻ người Anh đồng thời cũng tiết lộ với người hâm mộ về bộ ba quyền lực nhất ở trong phòng thay đồ của Arsenal. Thành thật mà nói, có một vài cái tên giữ vai trò quan trọng và là thủ lĩnh: đội trưởng Aubameyang, Ben White cùng với Gabriel Magalhaes. Tôi cảm thấy khi gắn kết lại, chúng tôi là một tập thể mạnh mẽ và chúng tôi đang thể hiện màn trình diễn tốt. Chúng tôi luôn cố gắng và giúp đỡ lẫn nhau trong và ngoài sân cỏ. Điều đó thực sự bắt đầu cho thấy tác dụng. Chơi với những cầu thủ kinh nghiệm như thế này đôi khi hơi lạ lẫm, nhưng thật tuyệt khi chúng tôi sát cánh bên sân cùng nhau. Ở trận đấu vừa qua, Aubameyang đã có một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế, giúp Smith Rowe mở tốc và ghi bàn thắng thứ 3 cho pháo thủ. Tạm thời, khoảng cách giữa Arsenal và nhóm dự Champions League chỉ còn là một điểm. Nếu vẫn tiếp tục duy trì phong độ này, họ hoàn toàn có thể khả năng cao quay trở lại cuộc đua ngoại hạng Anh. Phát biểu trên trang Santora trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Smith Rowe khi được hỏi có muốn gắn bó trọn đời với Arsenal hay không, anh đã chia sẻ thẳng thắn: "Chắc chắn rồi, tôi hy vọng sẽ được là như vậy. Nếu ban lãnh đạo Arsenal muốn hợp tác lâu dài với tôi thì tôi sẵn sàng ở đây mãi mãi. Tất nhiên, gắn bó với một câu lạc bộ trong xuyên suốt cả sự nghiệp luôn là một chuyện khó khăn, nhưng cá nhân tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Tôi sẽ rất vui nếu được cống hiến trọn đời cho Arsenal. Với tôi, việc ra hợp đồng với Arsenal là điều hết sức dễ dàng. Những người ngoài không hiểu đội tình tưởng rằng tôi phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nên nhớ, tôi là cầu thủ lớn lên tại London, trưởng thành từ Arsenal và luôn có gia đình ở bên ủng hộ. Khi mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì tôi không có lý do gì để phải tính tới chuyện chuyển đi nơi khác cả. Nói tóm lại, ra hạn hợp đồng với Arsenal là một trong những quyết định dễ dàng nhất mà tôi từng đưa ra." Smith Rowe kết luận. Smith Rowe gia nhập học viện đào tạo trẻ của Arsenal từ năm 10 tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng mùa này anh được Mikel Arteta rất trọng dụng. Kể từ đầu mùa, Smith Rowe đã chơi 9 trận cho pháo thủ ở mọi sân chơi, ghi được 2 bàn thắng. Hồi mùa hè vừa qua, ban lãnh đạo câu lạc bộ Aston Villa đã tìm cách đưa Smith Rowe về Villa Park. Họ đề nghị trả Arsenal 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh. Nhưng rốt cuộc, Smith Rowe đã quyết định gắn bó với đội bóng chủ sân Emirates tới tận năm 2026. Arsenal tiếp tục đạt phong độ cao khi có trận đấu tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Emirates thuộc khuôn khổ vòng 9 ngoại hạng Anh. Thế cho Mikel Arteta một lần nữa trình diễn lối đá cực kỳ thuyết phục. Theo đó, Arsenal đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, Arsenal đã leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League với 14 điểm. Quan trọng, Arsenal đang cho thấy họ là một đội bóng đáng gờm. Đây là dấu hiệu khá tích cực khi biết rằng Arsenal từng để thua liên tiếp 3 trận kể từ đầu mùa. Chứng kiến những gì Arsenal đang thể hiện, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định: "Arsenal đang phát triển, một trận một tuần và họ sẽ có mặt ở trên đó, top những đội mạnh nhất. Chelsea, tất nhiên, Liverpool, Man United và rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu. Đó là lý do tại sao đây là giải đấu mạnh nhất trên thế giới. Đã bao nhiêu lần tôi phải nghĩ cách để đối phó với Liverpool, với Thomas Tuchel lần nữa, và mỗi khi tôi chạm trán Mikel Arteta." Arteta từng làm việc với Guardiola khi còn là trợ lý cho chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Man City. Vì vậy, Guardiola rõ ràng đánh giá cao Arteta. Khi Arsenal sa sút hồi đầu mùa, Guardiola chứ không phải ai khác là người liên tục đứng ra bảo vệ Arteta. Vừa qua, Arsenal tiếp tục giữ được mạch trận bất bại bằng thắng lợi trước Aston Villa. Đó là một màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục tới từ pháo thủ khi họ tổ chức và vượt trội so với đội khách về mọi mặt. Ở trận đấu này, Emil Smith Rowe đã gây ấn tượng mạnh mẽ với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Theo quan điểm tới từ Jamie Carragher, Smith Rowe là cầu thủ có khả năng di chuyển với bóng xuất sắc nhất Premier League. Anh cho rằng sao trẻ của Arsenal sẽ sớm được khoác áo tam sư. Miro dẫn lại lời của huyền thoại Liverpool.
Emil sẽ được khoác áo đội tuyển Anh, hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Thật tuyệt cho Gareth Southgate khi có hàng loạt cầu thủ trẻ tấn công. Chắc chắn cậu ấy sẽ khoác áo đội tuyển Anh, nhưng sẽ phải mất thời gian. Tôi yêu Emil. Tôi luôn muốn cậu ấy thi đấu tốt và theo dõi cậu ấy bùng nổ hết mình với trái bóng trong chân. Emil là cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh khi di chuyển với trái bóng. Cậu ấy là một tài năng đặc biệt, có thể thi đấu nổi bật ở nhiều vị trí khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, nếu bạn là một cầu thủ tấn công trẻ, bạn phải có khả năng chơi bóng ở cả 4 vị trí trên hàng công. Tôi nghĩ Emil đã làm được điều đó, và đó là một điểm cộng thực sự dành cho cậu ấy. Sau quãng thời gian khởi đầu khá chật vật, hiện Arsenal đang thi đấu thực sự thăng hoa với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tại Premier League. Theo quan điểm tới từ cựu thủ môn David Seaman, huấn luyện viên Mikel Arteta xứng đáng được khen ngợi về những thành tích này. Và ông cũng muốn pháo thủ sẽ thực sự ổn định để có thể tham dự Cúp châu Âu vào mùa sau. Trao đổi với Miro, huyền thoại của Arsenal chia sẻ. Đó là một khởi đầu khó khăn, bạn biết đấy. Mọi người không lường trước được những gì đã xảy ra trong trận đấu với Brentford. Khi bạn đối đầu với Chelsea và Man City, bạn có thể bị đánh bại bởi cả hai. Đối với tôi, đó không phải là một bất ngờ. Nhưng để thua 3 trận liên tiếp, rồi Arsenal xếp chót và Tottenham đứng đầu bảng thì đúng là thảm họa. Nhưng hiện tại chúng ta đã thay đổi. Đó là công lao của Mikel Arteta và tập thể của cậu ấy. Tôi có thể nói rằng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 hoặc thứ 9 không phải là Arsenal. Chúng ta cần phải có mặt ở đấu trường châu Âu một lần nữa. Và tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ khi Arsenal không còn thi đấu tại Cúp châu Âu hết tuần này sang tuần khác như những đội bóng còn lại. Trong vòng 12 tháng qua, tôi nghĩ rằng người hâm mộ có thể thấy chúng ta đang tiến bộ. Hy vọng rằng Arsenal có thể trở lại nơi mà mình thuộc về. Mới đây, trang Mirror Sport cho biết các chủ sở hữu của câu lạc bộ Newcastle đã liên hệ với cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal, người đã xây dựng danh tiếng qua việc chiêu mộ và phát triển các tài năng đẳng cấp thế giới tại Ajax trong 9 năm làm việc tại sân Johan Cruyff Arena. Hai người trung gian cho đại diện của Newcastle đã lên tiếng xác nhận Overmars quan tâm tới việc chuyển tới Sanje Park sau khi biết ông sẽ được cung cấp nguồn tiền để xây dựng đội bóng. Theo các nguồn tin ở Hà Lan, Overmars muốn đưa Erik ten Hag của Ajax đi cùng. Overmars còn gần 3 năm trong hợp đồng với câu lạc bộ Amsterdam. Những thỏa thuận bao gồm một điều khoản cho phép ông chuyển tới một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Thông báo cho câu lạc bộ phải trước 3 tháng. Nhiều khả năng Newcastle sẽ trả một đề nghị cho Ajax một khoản tiền đền bù để giải quyết êm đẹp sự ra đi của Overmars, người đã ghi bàn vào lưới những chú trích trẻ trong trận chung kết FA Cup năm 98. Overmars đã tận hưởng một sự nghiệp thi đấu chói sáng, thành công tại Ajax, Arsenal và Barca. Đặc biệt là trong mùa giải, anh giúp đội bóng của Arsene Wenger giành được cú đúp Premier League và FA Cup. Overmars hiện đang kiếm được 620.000 bảng mỗi năm ở Hà Lan, bao gồm cả các khoản tiền thưởng. Thu nhập của ông có thể tăng gấp 4 lần nếu mà gia nhập Newcastle. Mọi người ơi, đây là một trong những game đang rất là hot. Em là tải, em ấn vào cái link tải.